Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và lại là mình đây. Và hôm nay là video tiếp theo của mình các bạn ạ. Ok, thì hôm nay mình có ý tưởng đấy là mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ đến các bạn một mẫu trang trí tường cực kỳ đẹp. Đấy là hôm nay mình sẽ làm một bình hoa, trang trí một bình hoa trên nền khung tranh để các bạn treo tường từ bìa cắt tông các bạn này. Từ bìa cắt tông và giấy màu các bạn nhá. Sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn luôn, ok các bạn. Thì không để các bạn chờ đợi lâu nữa. Bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video của mình để xem từng công đoạn và từng chi tiết mình làm trang trí cái bình hoa trên nền khung tranh để treo tường từ bìa cứng này, bìa cắt tông và giấy màu này như thế nào. Vâng, xin mời tất cả các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, và công đoạn đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ít cái mảnh bìa cắt tông như này này các bạn này. Cái thanh bìa cắt tông như này. Thì đây, mình có cắt và mình đã sơn màu đen rồi các bạn nhé. Mình đã quét màu đen cho chúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho các bạn xem, ok. Thì đầu tiên các bạn sẽ cắt cho mình hai cây dài như này, như này này. Đây, hai cây dài, hai khung ở ngoài rìa các bạn nhé. Hai cây dài như này. Thì kích thước có cái hai cây dài này thì các bạn sẽ cắt cho mình đấy là chiều rộng là 2 cm, ok chưa? Đây, chiều rộng là 2 cm và chiều dài của nó này, chiều dài của nó là 30 cm các bạn nhé. Đây, chiều dài của nó là 30 cm như này. Đây các bạn, ok chưa? 30 cm nhá. Vâng, thì đối với kích thước là chiều rộng 2 cm và chiều dài là 30 cm thì các bạn sẽ cắt cho mình hai cây. Đây, các bạn sẽ cắt cho mình hai cây các bạn nhá. Đây, các bạn sẽ cắt cho mình hai thanh bìa cắt tông như này. Và đối với cây này, đây, đối với cây này thì kích thước chiều rộng của nó đều là 2 phân thì các bạn sẽ cắt cho mình là 2 4 6 này, 8 10 12 14. Đấy các bạn này. Các bạn sẽ cắt cho mình 14 cái thanh như thế này. Đây bạn nhá. Đây. 2 này. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 14. Đấy, các bạn sẽ cắt cho mình 14 thanh như này. Ok, sau khi các bạn đã có 14 thanh như này rồi. Sau khi các bạn đã có 14 thanh như này rồi thì kích thước của cái thanh này thì các bạn sẽ cắt cho mình này. Chiều rộng cũng là 2 cm như này. Vâng, chiều rộng của nó cũng là 2 cm như này các bạn nhá. Vâng. Thì chiều dài của nó là 15 cm các bạn nhé. Đây, chiều dài của nó là 15 cm, ok chưa bạn? Vâng. Thì các bạn sẽ cắt cho mình 14 cây như này. Ok, thì sau khi các bạn đã có hai cái kích cỡ cây bìa cứng như này rồi, hai kích cỡ bìa cứng như này rồi các bạn này. Đấy. Vâng, sau khi các bạn đã có hai kích cỡ bìa cứng như này thì bây giờ đến câu hỏi tiếp theo đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn chúng lại với nhau, ghép chúng lại với nhau để được một cái khung các bạn nhé, một cái khung tranh cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Ok, rất đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn sẽ đặt hai cái đây, hai cái thanh dài của mình này. Và các bạn sẽ gắn cho mình nhé. Đây, các bạn sẽ gắn cho mình một thanh ngắn vào đây này. Đây, các bạn sẽ gắn cho mình một thanh ngắn vào đây. Đây, các bạn sẽ gắn cho mình một thanh ngắn vào đây. Gắn hai đầu nhá. Đây, bây giờ mình sẽ gắn trước này. Bây giờ mình sẽ gắn trước một đầu vào đây. Ok chưa? Đây. Đây, các bạn sẽ gắn trước cho mình một đầu vào đây các bạn này. Đây, các bạn sẽ gắn trước cho mình một đầu vào đây. Đây. Tiếp theo các bạn sẽ gắn ở đầu vào đây các bạn nhé. Đây, tiếp theo các bạn sẽ gắn ở đầu đây này. Đây, tiếp theo các bạn sẽ gắn ở đầu đây. Ok chưa các bạn? Đây, tiếp theo các bạn sẽ gắn ở đầu đây. Ok chưa? Vậy là mình đã gắn được hai đầu như này rồi. Vâng, và tiếp theo bây giờ các bạn tiếp theo các bạn nhé. Vâng, và bây giờ các bạn tiếp theo là bạn sẽ gắn ở đầu này các bạn này. Đây, bạn sẽ gắn một cây ở đầu này nữa này. Đây các bạn nhá. Đây bạn sẽ gắn một cây ở đầu này. Và bạn sẽ gắn kéo lên bạn nhé. Đây, rất đơn giản thôi. Ở với cái khung này thì cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Đây, bạn sẽ gắn ở đầu này và bạn sẽ gắn ở đầu này. Đấy, đơn giản chưa? Đây, bạn sẽ gắn vuông góc với nhau nhá. Bạn gắn vuông góc với nhau giúp mình. Đấy, bạn sẽ gắn vuông góc với nhau giúp mình nhá. Ok chưa? Đây. Vậy là mình đã có một cái khung như này. Đây, đấy. Vâng, thì sau khi các bạn đã có một cái khung gắn được cái một cái khung như này rồi thì bây giờ đến các đoạn tiếp theo nhá. Là các bạn sẽ đây, các bạn sẽ chia cái những cái thanh này lên đây giúp mình này. Đây, các bạn sẽ chia những cái thanh này lên đây giúp mình. Đấy, còn mấy thanh còn lại bạn sẽ chia lên đây giúp mình nhá. Đây bạn ơi, đẹp chưa, đẹp chưa? Đấy, bạn hãy chia trước rồi bạn hãy gắn nhá. Các bạn hãy chia trước rồi bạn hãy gắn để cho nó đều nhau các bạn nhá. Đây, bạn phải chia trước để cho nó đều nhau này. Đấy, cái này có thể bạn gắn đấy, xít lại như này. Đấy, nó gần nhau như này bạn nhá. Đấy, nó xít lại như này, rất là đẹp đúng không? Ok chưa? Đấy. Đấy, vâng, vậy là mình còn hai thanh này. Các bạn cho sát nhau cũng được nhá. Đây, các bạn cho sát nhau cũng được. Ok đúng không? Đây, các bạn cho sát nhau giúp mình. Đấy, vậy là mình đã đặt
như thế này. Đây, rất là đều nhau như thế này rồi. Đây, rất là đều nhau. Các bạn chia cho nó đều nhau giúp mình nhé. Đây, các bạn sẽ chia cho nó đều nhau giúp mình. Ok. Vậy là sau khi mình đã chia đều nhau như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ bôi keo lên, mình sẽ gắn nó này. Đây, bây giờ mình sẽ bôi keo, mình sẽ gắn nó nha. Đây, mình sẽ bôi keo lên, mình sẽ gắn nó như thế này. Đây các bạn. Đây, mình sẽ bôi keo lên, mình sẽ gắn nó như thế này. Đẹp chưa các bạn? Đây, rất là đẹp như này. Vâng, và những thanh còn lại các bạn cũng gắn lại như như cái thanh mình vừa hướng dẫn các bạn nhé. Các bạn cứ chia như này và các bạn gắn lại giúp mình. Ok các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, vậy là mình đã gắn xong một cái khung của mình này. Đây, một cái khung tranh của mình. Đẹp chưa các bạn? Đây, mặt này các bạn không cần xịt màu thôi. Mặt này lát nữa mình sẽ treo nó ở ngõ, ở đây, ốp nó vào tường các bạn nhé. Thì không cần phải sơn màu ở mặt này. Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được một cái khung như này rồi, đây, gắn được cái khung như này, thì bây giờ các bạn sẽ dùng cho mình ít cái sợi dây như này này, đây, các bạn sẽ dùng cho mình ít cái sợi dây như này nhá, dây này dây len các bạn, bạn sẽ cắt cho mình một đoạn nhá, ok này, vậy là mình đã cắt được một đoạn như này, đấy, sau khi các bạn đã cắt được một đoạn như này rồi, thì các bạn sẽ gắn vào đây giúp mình nhá, đây, các bạn sẽ gắn vào đây này, gắn vào đây để làm dây keo các bạn nhá, đây, các bạn sẽ bắn keo vào đây giúp mình này, bắn keo vào đây và các bạn sẽ gắn cái dây dây len mình vào đây. Đấy, cái này các bạn sẽ dùng dây keo các bạn nhá. Ok chưa bạn này. Đấy, dùng dây keo như này. Ok, sau khi các bạn đã gắn được sợi dây len vào như này rồi, thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình. Các bạn sẽ lấy cho mình một ít giấy các bạn nhá. Đây, các bạn lấy cho mình một ít giấy này. Đây, một ít giấy màu như này. Và các bạn sẽ bắn keo lên ở đây các bạn này. Đây, các bạn sẽ bắn keo lên cái sợi dây này. Và các bạn sẽ chặn nó lại này. Đây, các bạn sẽ gắn chặn nó lại như này. Thì các bạn chặn như này bạn ạ. Các bạn chặn như này nhá. Các bạn lấy dây các bạn chặn lại như này. Giấy các bạn chặn lại như này thì dây của mình nó sẽ không bị tuột được. Nếu các bạn gắn mà không chặn cái dây này nó sẽ rất bị tuột, dễ tuột cái dây của mình nhá. Đấy, nên các bạn sẽ là phải làm giống mình. Ok chưa bạn? Đây, bạn cũng bôi keo về bên này. Đây, bên này các bạn cũng bôi keo về bên này nhá. Ok này. Sau khi bôi keo xong thì bây giờ các bạn bên này các bạn cũng gắn lại giúp mình. Đây, bên này các bạn cũng gắn lại như này giúp mình. Ok, vậy là cái dây của mình cực kỳ chắc như này. Đây, các bạn nhìn này, chắc cực kỳ luôn. Các bạn sẽ treo không bao giờ bị tuột luôn các bạn ạ. Ok, thì sau khi cái khung và cái dây mình đã hướng dẫn các bạn cách làm rồi, thì bây giờ các bạn sẽ lật lại giúp mình này. Đây, lật lại như này giúp mình. Ok, thì sau khi mình đã làm như vậy, thì bây giờ đến câu đoạn tiếp theo các bạn nhé. Câu đoạn tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một máy giấy bìa cắt tông tiếp này. Đây, bây giờ mình sẽ làm một cái bình hoa, làm mình hướng dẫn các bạn cách vẽ và cắt một cái bình hoa nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ đo cho mình này. Đây, các bạn sẽ đo cho mình ở giữa như này. Đây, các bạn sẽ đo cho mình ở giữa như này. Ok, sau khi các bạn đã đo ở giữa như này rồi, thì bây giờ các bạn sẽ lấy ánh bút chì này. Đây, cái này là 15 phân. Đây, mình sẽ lấy điểm 15 phân này, từ 1 đến 15. Thì các bạn sẽ đánh dấu ở giữa như này cho mình này. Đây, các bạn sẽ đánh dấu ở 7 phân như này cho mình. Ở 7 phân như này. Ok, 7 phân và các bạn sẽ đếm này. 1, 2, 3. Đây, 1, 1, 2, 3 này. 3 phân thì các bạn sẽ đánh dấu ở 3 phân như này cho mình. 3 phân này. Và 1, 2, 3 này thì các bạn sẽ đánh dấu ở 3 phân này giúp mình. Đấy, 3 phân nhá. Đấy, vậy là mình đã có ngoài đây này. Đấy, vậy mình đã gạch được một cái điểm đánh dấu ở điểm đây. Là tổng cộng của nó là 6 phân các bạn nhá. Đây, tổng cộng của nó là 6 phân. Sau khi như vậy rồi, 6 phân như vậy rồi, thì bây giờ các bạn sẽ đo ở tiếp ở trên này. Đây, các bạn sẽ đo lên này. Các bạn sẽ đo lên cho mình là 8cm. Chiều cao của nó là 8cm như này. Đây, các bạn sẽ đo cho mình 8cm như này các bạn nhá. Đây, và các bạn sẽ kéo một đường như này giúp mình này. Đấy, các bạn cứ vẽ theo mình thì đảm bảo với các bạn luôn sẽ cân 100% nhé. Ok, sau khi các bạn đã vẽ được 8 một lên chiều cao 8 phân như này, thì tiếp tục các bạn sẽ đo 15 phân này, các bạn sẽ đặt này. Và các bạn sẽ đánh dấu ở giữa như này giúp mình này. Đấy, các bạn sẽ đánh dấu ở giữa điểm 7 phân này. Và các bạn sẽ đếm này, 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 phân thì các bạn sẽ đánh dấu ở 5 phân rưỡi này. Đây, 5 phân rưỡi. Và bên này 1, 2, 3, 4, 5 này. Thì các bạn sẽ đánh dấu ở 5 phân rưỡi như này. Đấy, vậy là mình đã đánh dấu xong. Đấy, ok chưa bạn? Sau khi mình đã kẻ xong, mình đã đánh dấu xong như này rồi, thì bây giờ các bạn sẽ dùng bút chì, các bạn sẽ tạc như này. Tạc cái bình hoa, lọ hoa của mình này. Đây, các bạn sẽ tạc như này cho mình. Đây, các bạn nhìn thấy giống bình hoa chưa? Đẹp chưa bạn? Đấy, bạn thấy thế nào? Vâng, và bên này cũng vậy. Bên này các bạn cũng tạc như vậy nhé. Đây, bên này các bạn cũng tạc như vậy giúp mình này. Đây, bên này các bạn cũng tạc như vậy giúp mình nhá. Đây. Đây, bên này các bạn cũng tạc như vậy giúp mình. Ok chưa bạn? Đây.
Vậy là bình hoa các bạn nhìn thấy đẹp chưa bạn? Đây, quá là đẹp nhá. Đây, đây các bạn nhìn thấy bình hoa của mình chưa? Đẹp chưa các bạn? Vâng, đây thì mình sẽ tạc lại một chút nữa cho nó cân này. Đây, mình sẽ tạc một chút lại cho nó cân nhá. Đây, chỗ này mình sẽ tẩy đi này. Đấy, bạn nhìn thấy cân chưa? Đây, vậy là bình hoa của mình quá là cân như này. Vâng, thì sau khi các bạn đã vẽ được như này, mình đã hướng dẫn các bạn cách vẽ bình hoa rồi, rất là cân như này rồi, thì bạn sẽ, đây bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ cắt như này giúp mình. Ok các bạn nhá. Đây, thì bây giờ các bạn sẽ dùng kéo, bạn sẽ cắt giúp mình nhá. Ok các bạn. Đấy bạn ơi, vậy là mình đã dùng kéo mình cắt được một cái lọ hoa bình hoa như này. Các bạn nhìn thấy cân đẹp chưa bạn? Đây, đấy, các bạn cứ vẽ theo mình. Mình hướng dẫn các bạn cách vẽ như vậy thì các bạn cứ vẽ theo mình đảm bảo bạn luôn cực kỳ đẹp, cực kỳ cân. Đấy, rất là cân luôn. Ok, thì sau khi các bạn đã cắt xong thì bây giờ các bạn sẽ dùng một cho mình một tờ giấy màu này. Và các bạn sẽ bọc nó lên giúp mình nhá. Đây, các bạn sẽ bọc nó lên giúp mình. Đây, các bạn sẽ đánh dấu như này này. Các bạn sẽ đặt lên và các bạn sẽ bọc lại giúp mình nhá. Đây, các bạn sẽ bọc lại như này giúp mình này. Ok chưa bạn? Đấy, bạn sẽ bôi keo và bạn sẽ bọc lại. Vâng, và đây mình có sử dụng đấy là lọ keo sữa của mình này. Đây, lọ keo sữa của mình. Thì bây giờ mình sẽ đây bắn keo vào đây. Mình sẽ bôi keo vào đây các bạn nhá. Đây, lọ keo sữa. Thì các bạn không có keo sữa, các bạn có thể dùng keo dán giấy bình thường cũng được các bạn ạ. Ok các bạn nhá. Bạn sẽ bôi keo sữa của mình vào này. Bạn bôi keo sữa mình vào nhá. Đây, sau khi các bạn đã bôi keo sữa mình vào xong thì bây giờ các bạn sẽ úp nó lại nhá. Đây, các bạn sẽ úp và các bạn sẽ bọc nó lại, gắn nó lại như này. Đấy, bạn bôi keo để cho nó không bị phập phình nhá. Đấy. Ok, sau khi các bạn đã gắn xong như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cắt như này giúp mình nhá. Đây, các bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ cắt như này giúp mình nhá. Ok chưa bạn? Đây, các bạn sẽ cắt như này giúp mình. Đây, ok. Đây, các bạn sẽ cắt như này. Ok, đấy, vậy là mình đã bọc được một mặt như này. Đấy các bạn này. Đấy, bọc được một mặt như này. Ok, sau khi các bạn đã bọc được như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cắt như này giúp mình nhá. Đây, các bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Thì đây các bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ cắt thẳng như này giúp mình hai bên này. Và bên này các bạn sẽ cắt thẳng xuống này. Ok chưa bạn? Đấy. Thì các bạn cái này này, các bạn ở chỗ chiều cong này đúng không bạn? Đấy, thì các bạn sẽ cắt như này giúp mình nhá. Đây, chiều cong như này thì các bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ cắt tỉa ra như này. Đây, đấy, bạn sẽ cắt như này giúp mình này. Đấy, ok chưa bạn? Đây, bạn sẽ cắt như vậy giúp mình nhá. Đây, lên ở đây. Thì lên ở đây các bạn cùng cắt như vậy này. Đây, bạn cũng cắt ở góc này. Đấy, ở góc này thì các bạn cắt hơi khác một chút là các bạn sẽ cắt như này. Đấy, mình sẽ cắt bỏ đi. Đây, mình sẽ cắt bỏ đi ở góc này. Đấy, ok chưa? Vâng, đối bên này các bạn cùng cắt như vậy. Đây, bên này các bạn cùng cắt như vậy giúp mình nhá. Đây, cái chỗ đoạn cong này thì các bạn phải cắt tỉa ra như này thì các bạn gắn nó với đẹp được các bạn nhá. Đấy, các bạn phải cắt tỉa như này. Thì các bạn phải cắt tỉa như này thì các bạn gắn mới đẹp được. Ok, thì sau khi đã cắt được như vậy rồi thì đây mình lại tiếp tục. Đây, lại tiếp tục mình sẽ cắt bên này. Đây, tiếp tục mình cắt bên này nhá. Ok, vậy là mình đã cắt xong rồi như này này. Đấy, sau khi các bạn đã cắt xong như này thì bây giờ mình sẽ đi gắn nó nhá. Đây, mình sẽ đi gắn nó này. Bây giờ mình sẽ bôi keo nến của mình lên và mình sẽ đi bọc nó lại này. Đấy các bạn nhá. Đấy, các bạn sẽ bọc nó lại như này. Đẹp chưa? Đấy, các bạn phải cắt như mình thì các bạn mới bọc được nhá. Đấy, các bạn sẽ cắt như mình mới bọc được đấy. Ok, đây, các bạn phải bọc từng lớp một như này. Đấy, đẹp chưa các bạn? Vâng, và đây nữa các bạn này. Đây, các bạn sẽ bọc như này giúp mình. Ok chưa? Đấy, các bạn thấy thế nào? Đẹp chưa các bạn? Đây, và còn cái này nữa này, các bạn cũng bọc như vậy giúp mình. Đây, đây, bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Đấy, bạn phải bọc như này nhá. Vâng, và bên này các bạn cũng bọc như vậy. Đây, bên này các bạn cũng bôi keo lên và các bạn cũng bọc như vậy giúp mình. Đây, bạn cũng bọc như vậy giúp mình nhá. Đây, cũng bọc lại như vậy giúp mình. Ok chưa? Đấy, bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Vâng, và cái này các bạn cũng bắn keo lên này. Và bạn sẽ bọc lại giúp mình này. Đấy, bạn phải cắt như này. Đây, bạn phải cắt như vậy thì bọc nó mới đẹp được các bạn nhá. Đấy, ok chưa bạn? Đây, rất là đẹp như này. Ok, thì sau khi các bạn đã được như này rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn lại bọc tiếp này. Đấy, gắn keo tiếp bạn nhá. Lại gắn keo tiếp và bạn sẽ bọc lại. Đây, ở mình đang hơi gió đúng không bạn? Hơi gió nên có vẻ là cái máy của mình đang hơi rung rung một chút. Đây các bạn thông cảm một chút nhá. Ok. Đây các bạn bọc lại này. Đấy, bọc nốt này lại. Vậy là mình đã có một cái như này. Đấy, đẹp chưa? Vâng, và còn hai cái hai đầu thì các bạn bây giờ các bạn chỉ cần bọc lại thôi. Đây. Các bạn cần bắn keo vào.
và bọc lại thôi. Đấy, và sẽ gắn vào thôi, như thế này là được. Ok. Đấy, vậy là mình đã gần xong một cái bình hoa, lọ hoa của mình rồi này. Đây. Và đây nữa, các bạn cũng bọc ở dưới đây, cũng bắn kêu ở dưới đây. Và các bạn sẽ bọc nó lại. Đấy, bạn cũng bọc nó lại như này. Đấy các bạn, ok chưa? Đây, vậy là mình đã có một cái bình hoa như này. Các bạn thấy thế nào? Đẹp chứ các bạn? Quá chất lượng luôn các bạn nha. Vâng, thì sau khi các bạn đã có một cái bình hoa của mình như này, cái lọ hoa của mình như này rồi, thì bây giờ các bạn sẽ gắn nó lên một cái khung, đây, cái bức tranh của mình nhé. Đây, cái khung tranh của mình này. Bây giờ các bạn sẽ gắn nó vào giữa cái khung tranh của mình như này. Đây các bạn, các bạn sẽ bôi keo vào, bạn sẽ gắn nó ở giữa cái khung tranh của mình như này. Đây các bạn, đây, cần chưa, đẹp chưa? Đấy, ok chưa bạn? Vâng, và bây giờ mình sẽ bôi keo và mình sẽ gắn nó nhé. Đây, bây giờ mình sẽ bôi keo vào, mình sẽ gắn nó này. Đây, mình sẽ bôi keo vào đây. Đấy, mình sẽ bôi keo ở đấy, ở bốn góc như này. Ok, sau khi đã bôi keo xong thì bây giờ mình sẽ gắn nó này. Bây giờ mình sẽ căn nó vào giữa như này giúp mình nhé, các bạn nhé. Đấy, bạn sẽ căn nó vào giữa như này giúp mình này. Ok, đấy, vậy là mình đã gắn xong. Đây, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm xong một bức, một cái khung tranh và một cái bình hoa. Đây, rất là đẹp như này. Vâng, và sau khi đã xong được như này rồi thì bây giờ mình sẽ để nó ở bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đến công đoạn tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một bông hoa. Đây bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bông hoa. Thì muốn làm bông hoa thì hôm nay mình sẽ làm bông hoa màu trắng các bạn nhé. Thì muốn làm một bông hoa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu như này. Một tờ giấy màu trắng. Đây là kích thước của nó, đấy là 9x9cm các bạn nhé. Đây, 9x9cm này. Các bạn sẽ cắt cho mình một mảnh giấy là 9x9cm. Ok, sau khi các bạn đã có mảnh giấy 9x9cm như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ gấp chéo như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ gấp chéo hình tam giác như này giúp mình nhé. Đây, các bạn sẽ gấp chéo hình tam giác như này giúp mình này. Ok chưa các bạn? Rất đơn giản các bạn. Ok, sau khi các bạn đã gấp chéo hình tam giác rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn lại gấp chéo hình tam giác tiếp theo này. Đây, các bạn lại gấp chéo hình tam giác tiếp theo như này. Ok, sau khi các bạn đã gấp được chéo hình tam giác tiếp theo lần thứ hai rồi thì các bạn chẻ này, này thì các bạn sẽ gấp chia về mỗi bên mỗi nửa giúp mình. Đây, các bạn sẽ chia về mỗi bên mỗi nửa giúp mình như này. Đây, các bạn sẽ chia về mỗi bên mỗi nửa như này giúp mình. Vâng, vậy là mình đã gấp được một nửa, còn một nửa còn lại này. Còn một nửa còn lại các bạn sẽ gấp về bên này. Đây, đấy. Ok, sau khi các bạn đã gấp được như này rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn sẽ gấp tiếp cho mình một lần nữa để mình lấy cứ nhá. Đây, lấy tâm này. Các bạn sẽ gấp tiếp cho mình một lần nữa để mình lấy tâm. Đây các bạn sẽ gấp như này giúp mình này. Đây, sau khi các bạn đã gấp được như này rồi thì cái phần thừa này này, phần thừa này thì các bạn sẽ dùng kéo, các bạn sẽ cắt bỏ đi giúp mình. Đây, các bạn sẽ cắt bỏ đi như này giúp mình. Ok, sau khi cắt bỏ xong thì bây giờ mình đã, phần thừa này các bạn dỡ ra phần thừa này. Các bạn cùng cắt bỏ đi giúp mình. Đây, các bạn cùng cắt bỏ đi giúp mình nhé. Đây. Đấy, vậy là mình đã có như thế này. Đây. Vậy là mình đã có một cái hình như này, rất là đẹp như này các bạn nhé. Ok, sau khi các bạn đã được như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng bút chì, các bạn sẽ tạc hoa giúp mình. Đây, dùng bút chì các bạn sẽ đánh dấu hai điểm ở đây giúp mình này. Đây, các bạn sẽ đánh dấu hai điểm hai bên và các bạn sẽ đi vẽ hoa bạn nhé. Đây, các bạn sẽ đi tạc hoa như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ đi tạc hoa bông hoa của mình, bông hoa tròn nhá. Đây, các bạn sẽ đi tạc hoa như này giúp mình. Đây, các bạn sẽ đi tạc hoa như này giúp mình nhá. Rất là đẹp luôn bạn ơi. Đây, đây, vậy là mình đã tạc xong bông hoa của mình này. Bạn nhìn thấy đều chưa? Bạn nhìn thấy đều và cân chưa các bạn? Rất là đều và cân các bạn nhá. Rất là đều và cân như này. Đây. Vâng, thì sau khi các bạn đã tạc hoa xong thì bây giờ các bạn sẽ dùng kéo nhé. Đây, bạn sẽ dùng kéo, bạn sẽ cắt giúp mình này. Đây, bạn sẽ dùng kéo, bạn sẽ cắt giúp mình. Đây. Đây các bạn này. Đây các bạn này. Đây. Ok, bây giờ sau khi đã tạc xong bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt. Cứ theo cắt theo cái hình mình tạc thôi. Đây. Đây, ok. Vậy là mình đã cắt xong một bông hoa của mình như này này. Rất là đẹp đúng không bạn? Đây, bông hoa mình đây. Vâng, thì sau khi cắt xong bây giờ sẽ bạn sẽ dỡ ra giúp mình này. Đây, bạn sẽ dỡ ra như này giúp mình. Và chờ bông hoa mình, bạn nhìn thấy không? Rất là đều, rất là đẹp như này. Ok. Thì sau khi các bạn đã được cắt được bông hoa đều đẹp như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng một cái que tròn chuyên dùng của mình này. Đây, que tròn chuyên dùng của mình. Và các bạn sẽ vuốt cái cánh nó cong ra ngoài như này giúp mình này. Đây, bạn sẽ vuốt cái cánh nó cong ra ngoài như này giúp mình nhé. Đây bạn này. Đây, bạn sẽ vuốt cái cánh nó cong ra ngoài như này giúp mình. Đây, vuốt cái cánh này, các bạn sẽ vuốt giúp mình nha. Đây. Vâng, vậy là mình đã vuốt được một cánh như này này. Vậy là mình đã vuốt được một cánh như này. Vâng.
Thì sau khi các bạn đã vút được một cánh như là một bông như thế này rồi, thì đối với làm một bông hoa hoàn chỉnh thì các bạn phải chuẩn bị cho mình 3 bông. Đây các bạn này. Các bạn phải chuẩn bị cho mình 3 bông các bạn nhé. Đây các bạn phải chuẩn bị cho mình 3 bông như này. Ok chưa bạn? Đấy, các bạn phải chuẩn bị cho mình 3 bông. Và hai bông còn lại các bạn cũng vút cong như này, bông đầu tiên các bạn nhé. Ok các bạn. Và rồi sau khi các bạn đã uốn xong được 3 bông như này rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt và gắn chúng lại một được gắn chúng lại với nhau để được một bông hoa hoàn chỉnh các bạn nhé. Ok thì đầu tiên các bạn sẽ cắt cho mình này. Đầu tiên các bạn sẽ cắt cho mình một giữa vào giữa như này giúp mình này. Đây các bạn lấy một bông và các bạn sẽ cắt vào giữa như này. Và các bạn sẽ cắt đứt một cánh đi giúp mình này. Đây các bạn sẽ cắt đứt một cánh như này giúp mình. Ok. Vậy là mình đã được hai món. Cái này bạn không vứt đi nhá, các bạn phải để lại. Đấy, vậy là mình đã được hai món. Và tiếp theo, đấy với cái bông tiếp theo này các bạn cùng cắt vào giữa như này giúp mình này. Cùng cắt vào giữa như này. Và các bạn sẽ cắt hai cánh nhá. Đây các bạn sẽ cắt hai cánh giúp mình này. Đây các bạn sẽ cắt đứt hai cánh như này giúp mình. Đây. Đấy ok, vậy là mình đã được 4 món như này. Vâng, thì sau khi các bạn cắt như vậy rồi thì bây giờ đến bông tiếp theo. Bông tiếp theo các bạn cùng cắt vào giữa như này. Vâng, thì các bạn sẽ đếm 1 2 3 và các bạn sẽ cắt 3 cánh nhá. Đây các bạn sẽ cắt 3 cánh này. Đây các bạn. Đây các bạn sẽ cắt 3 cánh như này giúp mình. Vâng, vậy là mình đã được 2 4 6 món như này. Ok, sau khi đã có 6 món như này rồi thì bây giờ mình sẽ bắn kêu lên rồi mình sẽ gắn nó nhé. Thì đối với cái này, đây cái bông này thì các bạn sẽ uốn như này giúp mình này. Các bạn sẽ uốn nó lại như này giúp mình nhá. Các bạn sẽ uốn nó lại này. Đây và các bạn sẽ bóp cho nó này nha. Vâng. Thì sau khi uốn xong thì bây giờ các bạn sẽ bôi keo và các bạn sẽ gắn nó lại. Đây bây giờ mình sẽ bôi keo vào đây này và mình sẽ gắn nó lại này. Đây mình sẽ gắn nó lại như này. Ok chưa bạn? Đây. Vậy là mình đã được một cái nhụy. Thì đối với cái nhụy này thì các bạn sẽ cắt bớt ngắn đi giúp mình. Đây các bạn sẽ cắt ngắn đi giúp mình như này. Đây, vậy là mình đã được một cái nhụy. Và tiếp theo đến cái bông thứ hai này, bông thứ hai này các bạn cùng uốn như vậy giúp mình. Đây, bạn cùng uốn như vậy giúp mình nha. Và các bạn cùng gắn nó lại này. Đây, bạn cứ uốn như vậy giúp mình. Đây, và các bạn sẽ bóp như này giúp mình này. Nó cong rồi nha. Đây, bạn sẽ uốn như vậy. Đây, bông này, cái này chỗ này mình chưa uốn được này. Mình sẽ dỡ ra và mình sẽ uốn nó nhé. Đây, sau khi mình đã uốn xong thì bây giờ mình cũng bắn keo lên và mình sẽ gắn nó nhé. Đây, đấy, vâng, và bây giờ mình cũng bắn keo lên và mình sẽ gắn nó lại này. Đây các bạn, bạn cũng bắn keo lên và bạn sẽ gắn nó lại giúp mình. Đây, vậy là bông thứ hai này. Đây, vậy là mình đã gắn được bông thứ hai như này. Đây các bạn. Vâng, vậy là mình đã gắn được bông thứ hai. Vâng, và tiếp theo đến bông thứ ba, bạn cũng gắn như vậy giúp mình. Bông thứ ba thì bạn cũng uốn như vậy giúp mình nhá. Đây, bạn cũng uốn ở hai đầu này lại giúp mình này. Ok chưa bạn? Đấy. Thì sau khi uốn xong thì bây giờ các bạn cùng gắn nó lại này, cùng gắn nó lại như này giúp mình. Đây, cùng gắn nó lại như này giúp mình nhé. Đây ok chưa bạn? Đây, bạn cùng bôi keo bạn thì gắn nó lại giúp mình. Đây, cùng bắn keo lên. Và các bạn sẽ gắn nó lại như này giúp mình nhé. Đấy, đơn giản các bạn, cực kỳ đơn giản nha. Vâng, vậy là mình đã gắn được bông thứ ba này. Đấy, sau khi gắn xong các bạn sẽ bẻ cánh nó ra. Vậy là đã gắn được bông thứ ba và bây giờ đến bông tiếp theo. Đây. Giờ đến bông tiếp theo, những bông này thì đơn giản hơn thôi. Bạn chỉ cần bắn keo lên và bạn sẽ gắn thôi. Đấy, rất đơn giản. Đây các bạn, đây bạn sẽ gắn như này giúp mình nhá. Ok chưa ạ? Đấy, vâng. Vậy là mình đã gắn được bông tiếp theo này. Rất đơn giản, những bông to này thì gắn dễ hơn các bạn ạ. Dễ hơn nhá. Đấy, bạn nên gắn cho nó tròn lại. Vâng, và bây giờ tiếp theo, bông tiếp theo. Rất đơn giản các bạn nhá, cực kỳ đơn giản luôn. Vâng, và đây bạn sẽ gắn lại như này giúp mình. Đấy, gắn lại như này giúp mình nhá. Ok chưa bạn? Đấy. Rất ok. Đấy, vâng. Vậy là mình đã gắn được 5 món rồi. Và bây giờ đến món cuối cùng. Ở mình đây là gió đang hơi mạnh các bạn này, các bạn thông cảm một chút nhá. Đấy, nó cứ bay thôi. Vâng. Và bây giờ còn món thứ 6 này, bây giờ còn bông thứ 6 này, mình sẽ gắn nó lại này. Đây, mình sẽ bôi keo và mình sẽ gắn nó lại như này. Đẹp chưa các bạn? Đấy, gió đang bay các bạn. Đây, vậy là mình đã gắn được bông thứ 6 như này. Đấy, vâng, đẹp chưa các bạn? Vậy là mình đã gắn được 6 món như này này. Sau khi các bạn đã gắn được 6 món như này rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn chúng lại với nhau để được một bông hoa hoàn chỉnh các bạn nhé. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ gắn lại, lấy bông to nhất này. Đấy, các bạn sẽ lấy bông to nhất và các bạn sẽ bắn keo vào giữa như này cho mình này. Và các bạn sẽ lấy bông to thứ nhì này, các bạn sẽ gắn vào. Gắn vào giữa và các bạn nhớ là các bạn sẽ gắn solo cánh này giúp mình nhé. Đây, bạn gắn solo cánh này giúp mình. Đây,
bạn thấy thế nào, bông hoa mình đẹp chưa các bạn? Mình đảm bảo các bạn luôn, bông hoa cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất lượng nhá. Ok, thì sau khi các bạn đã gắn được hai bông với nhau rồi, bây giờ tiếp tục các bạn lại gắn tiếp theo vào này. Thì các bạn nhớ là các bạn phải gắn từ to đến nhỏ nhá. Đây, từ to xuống nhỏ đây, và tiếp theo các bạn lại đặt bông hoa to thứ ba của mình vào này, và các bạn cùng gắn ở giữa như này giúp mình. Bạn cũng đặt nó ở giữa như này. Đấy, bạn cũng đặt nó ở giữa như này. Ok, thì sau khi đã gắn được ba bông thì bây giờ tiếp theo, đây, bông tiếp theo. Rất đơn giản các bạn. Đây, cực kỳ đơn giản luôn bạn ơi. Đây, các bạn cùng gắn xô lê cánh này giúp mình này. Đây, bạn cùng gắn xô lê cánh này giúp mình. Đẹp chưa các bạn? Đây, bạn đặt ở giữa. Vâng, và tiếp theo, đây, bông này. Đây, bông này. Bạn cùng gắn lại giúp mình nha. Đây, kêu mình nó chưa khô nó ngáng như này. Đây, bông này các bạn cùng gắn xô lê cánh này giúp mình này. Đấy, đẹp chưa các bạn? Và trời, bông hoa mình này. Vâng, vậy là mình có còn một cái nhụy này thôi là mình là xong nhá. Đây, bây giờ các bạn lại bắn keo vào cái nhụy này. Okay, sau khi bắn keo vào cái nhụy này rồi thì bây giờ mình lại gắn nó lại thôi. Đây, rất đơn giản. Bạn chỉ gắn nó vào dưới như này. Đấy, bạn thấy không? Vậy là bông hoa của mình đã xong này. Rất là đẹp này các bạn nhá. Vâng, thì đối với bông hoa này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 3 bông. Đây, đối với bông hoa này các bạn sẽ làm cho mình 3 bông hoa như này. Đây bạn, đấy bạn thấy đẹp chưa? Chất lượng chưa? Rất đơn giản các bạn nhá. Vâng, các bạn chỉ cần xem video của mình và nghe mình làm ở đâu mình sẽ hướng dẫn bằng lời nói đến đấy, thì các bạn sẽ làm được một tác phẩm cực kỳ đẹp như này giống mình thôi. Ok, vậy là bông hoa mình đã hướng dẫn các bạn cách làm xong, thì bây giờ mình sẽ để nó ở bên ngoài và bây giờ tiếp tục các bạn sẽ làm một cái nhụy hoa giúp mình nhá. Thì tiếp tục các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một bông hoa như này này. Đây, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một bông hoa như này và các bạn cũng vuốt cho nó cong cánh này giúp mình này. Đây, còn cái cánh ra ngoài như này. Đây, bạn cùng vuốt cho mình nhá. Đây, bạn lại tiếp tục đây bây giờ làm một cái nhụy hoa các bạn nhá. Đây, làm một cái nhụy hoa này, làm cái bông hoa, cái nụ hoa đấy, không phải nhụy, mà bạn làm cái nụ hoa bạn nhá. Ok, mình nói nhầm. Bây giờ làm một nụ hoa thì bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bông hoa như này, một bông thôi nhá. Vâng, thì sau khi đã có một bông rồi thì bạn cũng cắt vào dưới như này giúp mình, cắt vào dưới như này. Vâng, và các bạn cũng cắt đi một cánh này. Đây, cắt đi một cánh như này. Vâng, và tiếp theo các bạn sẽ cắt đi hai cánh này. Đây, tiếp theo các bạn sẽ cắt đi hai cánh như này giúp mình. Đây, hai cánh này. Đấy, và tiếp theo các bạn sẽ cắt ba cánh giúp mình này. Đây, tiếp theo các bạn sẽ cắt ba cánh như này giúp mình. Ok, vậy là mình đã có 1 2 3. Vâng. Thì đối với cái nụ hoa này thì các bạn chỉ làm ba cái muốn này thôi. Đấy, 1 2 3 thôi. Vâng, thì các bạn cùng gắn như vậy giúp mình. Đây. Bạn cũng uốn lại và các bạn cùng gắn như cái kia nhá. Đây, rất đơn giản. Đây, bạn cùng uốn lại này. Và bạn cùng gắn như cái kia thôi. Cực kỳ đơn giản như vậy. Đây, rất đơn giản. Đơn giản các bạn. Vâng. Thì sau khi đã uốn xong rồi mình lại gắn nó lại thôi. Đây, mình lại gắn nó lại như này. Đây, ok. Vậy là sau khi gắn xong cái nhụy hoa của mình rồi thì bây giờ các bạn sẽ cắt bớt đi cái nhụy hoa của mình này. Ok, vậy là mình đã gắn xong một món như này. Vậy là mình đã gắn xong được một món như này. Vâng, và bây giờ đến món thứ hai. Đây, cái bông hai cánh thì các bạn cũng uốn và các bạn cũng gắn lại giúp mình. Đây, bạn cũng uốn lại như này, cũng giống như cái kia các bạn nhá. Và bên này các bạn cũng uốn lại này. Đây, bên này các bạn cũng uốn lại. Đây các bạn nhá. Đây. Bạn cũng uốn lại như này giúp mình. Đây các bạn ơi. Ok các bạn. Đấy, vâng, thì sau khi đã uốn xong thì bây giờ các bạn cùng bôi keo, bạn cứ gắn nó lại giúp mình. Đây, bạn cùng bôi keo lên và bạn sẽ gắn lại giúp mình nhá. Tuyệt vời chưa các bạn? Đấy, vậy là mình đã gắn xong bông hai cánh như này. Đấy. Vâng, và tiếp theo, để bây giờ đến bông ba cánh thôi. Đây. Bây giờ đến bông ba cánh như này. Thì các bạn cùng uốn như vậy giúp mình nhá. Rất đơn giản thôi. Thế này các bạn cùng uốn lại. Cái nhụy này thì các bạn chỉ cần làm 1, 2, 3 thôi các bạn nhé. Không cần làm nhiều. Đây, 1, 2, 3 thôi. Đây là cái nụ hoa. Cái nụ hoa các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ bắn keo vào này. Ok, sau khi các bạn bắn keo, các bạn sẽ gắn nó lại. Vâng, vậy là mình đã được gắn xong một cái bông thứ ba này. Bông ba cánh nhé. Thì các bạn sẽ bẻ những cái cánh của mình ra như thế này. Đây, ok. Vậy là mình đã có xong 3 món. Thì bây giờ thì các bạn sẽ bắn keo và sẽ gắn nó lại thôi. Rất đơn giản, cực kỳ đơn giản các bạn. Vâng, đây mình sẽ bắn keo lên rồi mình sẽ gắn nó lại. Đấy, rất đơn giản như vậy. Ok,
Thì sau khi đã được như này rồi thì bây giờ còn cái nhụy này, mình sẽ gắn cái nhụy này. À, cực kỳ đơn giản các bạn ơi. Ok, sau khi đây, bây giờ mình sẽ gắn cái nhụy mình vào, nó là mình xong. Ok chưa? Đấy, đẹp chưa các bạn? Và wow, chào bạn nhìn thấy không? Quá là đẹp, vâng. Vậy là cái đây là cái nụ hoa của mình. Vâng. Thì sau khi mình đã gắn được như vậy rồi thì bây giờ câu đoạn tiếp theo là các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cuốn cây nhá. Vâng, để cuốn một quả cây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một mảnh giấy màu xanh như này. Một mảnh giấy màu xanh như này thì kích thước của mảnh giấy màu xanh này thì các bạn sẽ cắt cho mình chiều rộng của nó là 5 cm này bạn ạ. Vâng, chiều rộng của nó là 5 cm như này. Vâng, và chiều dài của nó là 29,7 các bạn nhé. Đây, chiều dài của mảnh giấy này là 29,7 như này. Okay, sau khi các bạn đã có mảnh giấy như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng một cái que tròn chuyên dùng của mình này. Các bạn sẽ cuốn cây nhé. Đây, các bạn sẽ đặt ở góc này. Đây, các bạn sẽ đặt ở góc cái mảnh giấy này. Và các bạn sẽ cuốn cây lại giúp mình này. Đây, các bạn sẽ cuốn cây lại như này giúp mình nhá. Sau khi đã cuốn được nếp rồi thì bây giờ các bạn sẽ đặt xuống bàn và các bạn sẽ đẩy như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ đẩy như này giúp mình. Đây, các bạn sẽ đẩy như này. Vậy là mình đã có một cái cây cực kỳ đẹp như này. Bạn thấy thế nào? Đây, vậy là mình đã cuốn được một cái cây rất là đẹp như này. Bạn thấy thế nào? Đẹp chưa? Đây. Và sau khi các bạn đã cuốn xong, bây giờ các bạn sẽ bắn keo vào. Đây bạn, bạn sẽ bắn keo vào các bạn nha. Ok, vậy là mình đã có một cái cây như này. Ok, sau khi các bạn đã có cái cây này rồi, cuốn xong rồi thì các bạn sẽ lấy que tròn chuyên dùng mình ra này. Đây, các bạn sẽ lấy que tròn chuyên dùng mình ra và các bạn sẽ cắt cái đầu này bằng đi giúp mình này. Đây, các bạn sẽ cắt một đầu bằng như này giúp mình. Ok, sau khi các bạn đã cắt được một đầu bằng như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng kéo, đầu kéo nhá, mũi kéo này. Các bạn sẽ chia ra giúp mình này. Đây, các bạn sẽ chia ra, các bạn sẽ cắt chia ra thành 3 phần bạn nhé. Đây, 3 phần. Đây, bạn sẽ chia ra thành 3 phần như này giúp mình. Đấy, vâng. Thì sau khi các bạn đã cắt xong thì bây giờ các bạn sẽ dùng tay, các bạn sẽ bẻ những cái bạn chia ra. Đây, bạn chia bẻ những cái bạn chia ra như này. Vậy là mình đã có 3 cái nha. Đây. Bạn nhìn thấy rõ không ạ? Ok, sau khi các bạn đã cắt được như này rồi thì bây giờ bạn sẽ bắn keo vào đây giúp mình này. Đấy, bắn keo vào. Và bạn sẽ gắn cái nụ của mình lên này. Đây các bạn. Đây, bạn sẽ gắn cái nụ của mình lên như này. Đây, bạn sẽ gắn cái nụ của mình lên như này các bạn nha. Ok chưa? Đẹp chưa các bạn? Đây. Đây. Ok. Thì sau khi các bạn đã gắn được cái nụ hoa của mình như này rồi thì bây giờ đến câu đoạn tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái bầu của cái nụ nhé. Đây, cái bầu lá của cái nụ đó bạn, bầu hoa đó. Ok, thì muốn làm cái bầu hoa thì các bạn phải chuẩn bị cho mình này. Đây, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một mảnh giấy màu như này, màu xanh như này. Vâng, kích thước của mảnh giấy màu xanh này thì các bạn sẽ cắt cho mình này. Đấy là 5x5cm các bạn nhé. 5x5cm này. Ok các bạn. Vâng. Thì sau khi đã có mảnh giấy màu xanh là 5x5cm như này rồi thì các bạn cùng gấp chéo như vậy cho mình. Đây, các bạn cùng gấp chéo hình tam giác như vậy cho mình này. Đấy, đây. Cùng gấp lại, gấp y như cái bông hoa kia nhá. Đấy, các bạn gấp y như cái bông hoa kia thôi. Rất đơn giản. Đấy. Đấy. Đây, các bạn sẽ gấp y như bông hoa kia. Và cái này các bạn cũng gấp làm điểm tâm này. Đấy, cũng gấp tâm lại và các bạn sẽ cắt cái phần thừa này đi. Và bên này các bạn cũng cắt phần thừa này đi này. Ok, thì sau khi các bạn đã cắt phần thừa và mình đã được một cái hình giống như này. Ok, thì đối với cái này thì các bạn sẽ dùng kéo, các bạn sẽ cắt nhọn như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ đặt ở điểm này và các bạn sẽ cắt cua như này. Và các bạn sẽ cắt nhọn như này giúp mình nhé. Đấy, cắt nhọn ở giữa như này này. Đấy, các bạn ha, cắt nhọn ở điểm tâm như này. Vâng, và bên này các bạn cùng cắt như vậy giúp mình. Đây, các bạn sẽ đặt kéo bằng nhau nha. Đây, bạn sẽ đặt kéo ở điểm bắt đầu bằng nhau và điểm kết thúc này là cắt nhọn ở trên này. Đây các bạn, vậy là mình đã cắt xong này. Đây, vậy là mình đã cắt xong rồi như này. Bạn thấy đẹp chưa bạn? Vâng, thì sau khi bạn đã cắt xong rồi như này thì bạn sẽ dở ra như này giúp mình này. Bạn sẽ dở ra như này. Ok, thì sau khi bạn đã dở ra như này rồi thì bạn sẽ cắt đôi cái này ra cho mình, cái bông hoa này ra cho mình này. Cái này cũng gọi là cái bông hoa đó bạn nhé. Nhưng mà các bạn sẽ cắt đôi như thế này và bạn sẽ lấy một cái một nửa thôi. Đây, mình sẽ lấy một nửa như này giúp mình nhé. Bạn sẽ lấy một nửa như này giúp mình. Ok, sau khi bạn đã lấy được một nửa như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ bôi keo vào đây giúp mình. Đây, bạn sẽ bôi keo vào đây giúp mình nha. Ok, sau khi bôi keo xong thì bây giờ mình sẽ gắn cái này lên này, làm cái bầu hoa. Bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn? Đây. Và bạn sẽ cuốn lại như này giúp mình.
Đấy, các bạn sẽ cuốn lại như này giúp mình. Và đinh nín này các bạn sẽ bắn keo vào thôi. Đơn giản các bạn. Đấy, vậy là mình đã có một cái bầu hoa như này. Các bạn thấy đẹp chưa ạ? Vâng, và đối với cái nhụy hoa như này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái này. Đây, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái như này. Ok chưa ạ? Đây. Đấy, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm xong một cái nụ hoa bạn nhé. Đây. Vậy là đối với cái nụ hoa này các bạn sẽ làm cho mình hai cái. Đây, vậy là mình đã có hai cái như này. Vâng. Thì sau khi đã có hai cái nụ hoa rồi thì bây giờ mình sẽ để nó bên ngoài. Và bây giờ đến cái đoạn tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt lá nhé. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt một chiếc lá cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đây là các bạn sẽ đo cho mình này. Đây các bạn sẽ đo cho mình đấy là chiều rộng một mảnh giấy này đấy là 5,5 cm các bạn nhé. 5,5 cm như này này. Vâng, thì chiều dài của nó đấy là 7,5 cm như này. Ok các bạn nhé. 7,5 cm. Ok. Thì sau khi đã có mảnh giấy như này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt lá nhá. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt lá nhá. Thì đối với mảnh giấy này thì các bạn sẽ gấp đôi về phần chiều dài như này giúp mình này. Đây, các bạn sẽ gấp đôi phần chiều dài như này giúp mình. Đấy, rất đơn giản, cách cắt lá này thì cực kỳ đơn giản thôi. Vâng, thì sau khi các bạn đã gấp đôi như này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng kéo, các bạn sẽ cắt giúp mình này. Đấy, các bạn sẽ đặt như này, đặt kéo như này bạn nhá. Bạn sẽ cắt bầu lên như này giúp mình và các bạn sẽ cắt lên như này. Đấy, cắt lên như này. Đây, và các bạn sẽ cắt được hai phần nhá. Các bạn sẽ cắt được hai phần cái mảnh giấy này thì các bạn sẽ cua lên này. Đây các bạn này. Đấy, cua như này. Ok các bạn. Thì sau khi đã cua như này rồi thì bây giờ mình đã có một chiếc lá như này. Đây các bạn, thì các bạn sẽ cắt lại một chút nữa nhá. Đây các bạn này. Đây các bạn sẽ cắt lại một chút nữa này. Đây các bạn nhá. Đây ok, sau khi các bạn đã cắt được như này thì bây giờ mình đã có một chiếc lá như này. Thì sau khi các bạn đã cắt được một chiếc lá như này rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt răng cưa chiếc lá nhá. Đây các bạn này. Đây các bạn sẽ cắt răng cưa chiếc lá như này. Ok chưa bạn? Đây, một chiếc răng cưa chiếc lá như này. Đây, bạn sẽ cắt răng cưa chiếc lá như này giúp mình nhá. Đây, ok chưa bà? Đây, bạn này. Đấy, ok chưa bà? Vậy là mình đã cắt sắp xong cái răng cưa chiếc lá như này rồi các bạn ạ. Ok nhá. Đây, bạn này. Vậy là mình đã cắt răng cưa chiếc lá xong này. Đây, bây giờ mình đã cắt răng cưa chiếc lá xong như này. Vâng, và bây giờ đến câu đoạn tiếp theo. Vâng, sau khi các bạn đã cắt được răng cưa chiếc lá như này rồi thì bạn sẽ dở ra giúp mình này. Đây các bạn sẽ dở ra như này. Dở chiếc lá của mình ra nhá. Và các bạn sẽ dùng một cái bút lông này. Đây bạn sẽ dùng một cái bút lông màu đen như này. Và các bạn sẽ vẽ, đây các bạn sẽ vẽ xương cho nó nhá. Đây cái này thì mình lại vẽ bút bằng bút lông. Mình không gấp mà mình lại vẽ nhá. Đây các bạn, đây các bạn sẽ vẽ như này. Và các bạn sẽ vẽ xương như này giúp mình này. Đây các bạn sẽ vẽ xương như này giúp mình nhá. Rất đơn giản các bạn, cực kỳ đơn giản các bạn. Đây vẽ này thì quá đơn giản đi rồi. Đây. Đây bạn cứ vẽ lên là xuống như này. Đây cứ chiếu nhau như này giúp mình nhá. Đây bạn cứ chiếu nhau như này giúp mình. Ok. Vậy là mình đã vẽ xong một cái xương lá như này, rất là đẹp đúng không bạn? Ok, vậy là chiếc lá của mình đã xong rồi đấy. Thì đây, mình có chuẩn bị ít chiếc lá của mình đây các bạn này. Đây, mình có chuẩn bị ít lá của mình đây. Vâng, vậy là mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Và bây giờ đến câu đoạn tiếp theo đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi gắn chúng đây, trang trí lên cái khung tranh của mình các bạn nhé. Đây thì đầu tiên các bạn sẽ gắn cho mình này. Đây các bạn sẽ lấy khung tranh của mình ra này. Đây cái khung của mình ra, khung tranh của mình ra như này. Và các bạn sẽ gắn, đây các bạn sẽ gắn cho mình một bông hoa vào đây này. Đây các bạn sẽ gắn cho mình một bông hoa vào đây nhé. Đây các bạn sẽ gắn cho mình một bông hoa vào đây này. Ok, còn bây giờ công đoạn cuối cùng các bạn nhé. Đây các bạn sẽ gắn cho mình một bông hoa vào đây. Đẹp chưa bạn? Quá là đẹp luôn bạn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây bạn sẽ gắn cho mình một bông hoa vào đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trang trí nhá. Vâng, sau khi các bạn đã gắn cho mình một bông hoa vào đây rồi thì bây giờ tiếp theo các bạn sẽ gắn cho mình bông hoa vào đây nữa này. Đây các bạn sẽ gắn cho mình bông hoa vào đây nhá. Đây bạn gắn cho mình bông hoa vào đây các bạn nhá. Đây bạn sẽ gắn cho mình bông hoa lên đây nữa này. Đây các bạn, đây bạn sẽ gắn cho mình bông hoa lên đây. Đẹp chưa các bạn, quá là chất lượng uy tín chưa. Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn bông hoa thứ hai rồi, mình đang dựa cho nó khô keo nhá. Vâng, sau khi các bạn đã gắn được bông hoa thứ hai thì bây giờ bông hoa thứ ba này. Bông hoa thứ ba này các bạn sẽ gắn lên đây giúp mình này. Đây, lên đây. Đẹp chưa các bạn? Quá là đẹp luôn nhá. Đây, bông hoa thứ ba này. Đây, bông hoa thứ ba các bạn sẽ gắn lên đây giúp mình. Đẹp chưa các bạn ơi? Quá là chất lượng uy tín chưa? Vâng, đây, các bạn sẽ đây các bạn nhá, các bạn sẽ gắn được như này. Đấy, sau khi các bạn đã gắn được như này rồi. Sau khi các bạn đã gắn được ba bông hoa như này rồi thì bây giờ cái nụ của nó này,
cái nụ của nó thì các bạn sẽ uốn như này giúp mình nhá. Đây các bạn sẽ uốn như này giúp mình này. Đây các bạn sẽ bẻ nó bè ra và các bạn sẽ uốn nó lại nhá. Đây bạn sẽ uốn nó lại như này giúp mình nhá. Đây bạn sẽ uốn như này và các bạn sẽ đặt vào đây này. Đây các bạn sẽ đặt vào đây. Đây các bạn nhá. Đây các bạn sẽ đặt vào đây giúp mình này. Ok chưa bạn? Đấy, các bạn thấy thế nào? Đẹp chưa? Vâng, một cái nụ các bạn sẽ đặt cao lên như này. Và các bạn sẽ đo nhá. Đây, cây này. Cây thì các bạn sẽ đo, các bạn sẽ cắt bớt đi giúp mình. Đây, các bạn sẽ cắt bớt cây này đi giúp mình nhá. Đây, các bạn sẽ cắt bớt cái cây này đi giúp mình này. Rất là đẹp. Vâng, một cái bức tranh, một trang trí, một cái bình hoa, lọ hoa treo tường. Quá là chất lượng luôn. Đây, bạn sẽ đặt như này giúp mình. Đây, đặt một bông hoa như vậy. Đấy, ok. Sau khi các bạn đã đặt được một cái nụ hoa ở lên đầu như vậy rồi. Và bây giờ lên nụ thứ hai này, các bạn cùng uốn lại như vậy giúp mình. Đây. Bạn cùng uốn như vậy giúp mình nha. Đây, bạn cùng uốn lại như vậy này. Đây, bạn cùng uốn lại như vậy giúp mình. Đây. Cùng uốn lại như vậy. Sau khi các bạn đã uốn xong thì bây giờ các bạn sẽ đặt lại như này, đặt. Đây các bạn sẽ đặt thấp hơn cái nụ kia nhá. Đây. Và các bạn sẽ đo và các bạn sẽ cắt này. Đo và các bạn sẽ cắt nha. Cắt cây đi. Đây bạn. Bạn sẽ đo và bạn sẽ cắt cây đi này. Ok chưa? Đấy. Đầu này các bạn sẽ gắn lại một chút keo này. Ok. Thì sau khi các bạn đã được như này rồi, đây. Sau khi các bạn đã được như này, rất là đẹp như này rồi. Đây. Đấy, các bạn sẽ để như này cho mình nhá. Và bây giờ đến cái đoạn tiếp theo thôi, các bạn sẽ gắn cái nụ của mình lại. Gắn cái cành nụ của mình lại nhá. Đây, các bạn sẽ gắn cái cành nụ mình lại như này. Đây, các bạn ơi, các bạn sẽ gắn cái cành nụ mình lại như này. Đây, các bạn sẽ gắn cái cành nụ mình lại như này các bạn nhá. Đẹp chưa các bạn? Quá là chất lượng, uy tín chưa? Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được một cành nụ rồi thì bây giờ tiếp tục cành này. Bạn cùng gắn như vậy giúp mình. Đây, các bạn cùng bôi keo lên này. Đây, các bạn cùng bắn keo lên giúp mình nha. Đây, các bạn cùng bắn keo lên giúp mình. Và các bạn sẽ gắn ở bên này. Đây bạn ơi, bạn cùng gắn nó ở bên này nhá. Đây. Bạn sẽ gắn nó ở bên này này. Đây, bạn sẽ gắn nó ở bên này, đẹp chưa các bạn? Rất là đẹp nhá. Vâng. Vậy là mình đã có hai chiếc nụ như này. Đây, vậy là mình đã có hai chiếc nụ như này. Bạn thấy thế nào? Đẹp chưa các bạn? Vâng, rất là đẹp. Vâng. Và bây giờ đến cái đoạn cuối cùng thôi. Đấy là mình sẽ đi trang trí lá cho nó nhá. Mình sẽ đi trang trí lá này. Thì đây rất đơn giản thôi, bạn sẽ bắn keo vào lá này và bạn sẽ gắn như này giúp mình. Đây, bạn sẽ gắn lá vào đây giúp mình này. Đây, gắn vào dưới cái bông hoa. Rất là đẹp. Và tiếp theo thôi, đây, bạn sẽ gắn như vậy giúp mình. Đây, bạn sẽ gắn những chiếc lá của mình vào này. Bạn thấy thế nào, đẹp chưa bạn? Vâng, và tiếp theo, bên này, bạn cùng gắn như vậy giúp mình này. Đây, bạn cùng gắn như vậy giúp mình nha. Cùng gắn những chiếc lá như vậy. Ok. Đây, các bạn sẽ trang trí lá. Bây giờ mình sẽ đi gắn lá nữa là xong thôi các bạn nhé. Mình chỉ việc đi gắn lá rồi xong các bạn ạ. Đây, mình sẽ gắn lá vào bông hoa của mình như này. Bạn thấy thế nào? Đẹp chưa các bạn? Vâng, và bây giờ tiếp theo. Đây, mình sẽ gắn lá của mình vào đây nữa này. Đây, mình sẽ gắn chiếc lá của mình vào. Đẹp chưa các bạn? Quá chất lượng, uy tín nha. Vâng, thì sau khi các bạn đã gắn được đây. Tiếp theo các bạn sẽ gắn chiếc lá vào bông hoa tiếp theo này. Vâng, và mình sẽ gắn lá tiếp này. Đây, mình sẽ gắn lá tiếp như này. Đây, bạn thấy thế nào? Đẹp chưa các bạn? Vâng, bây giờ mình sẽ gắn một chiếc lá vào đây nữa này. Đây bạn, bạn sẽ gắn một chiếc lá vào đây nữa nha. Đây, bạn sẽ gắn một chiếc lá vào đây này. Bạn thấy thế nào? Wow, chào. Bạn thấy chưa? Chất lượng uy tín chưa? Vâng, và bên này bạn cùng gắn chiếc lá vào đây bên này giúp mình này. Đây, bạn sẽ gắn chiếc lá vào bên này giúp mình nha. Đây, bên này. Đây, bạn sẽ gắn một chiếc lá vào bên này nữa. Vào đây nữa bạn, bạn sẽ gắn một cái nữa nhé. Bạn sẽ gắn một chiếc lá nữa nha bạn nhé. Đây. Đây, bạn sẽ gắn một chiếc lá nữa như này. Ok chưa bạn? Đấy, vậy là mình đã gắn xong. Quá là đẹp các bạn nhé. Các bạn thấy thế nào? Đẹp chưa bạn ơi? Quá là chất lượng, uy tín chưa? Cực kỳ đẹp này. Wow, vâng. Các bạn treo tường như này này. Và các bạn treo như này. Đây các bạn này. Quá là đẹp các bạn nha. Wow, vậy là một cái tác phẩm trang trí tường của mình. Quá là chất lượng. Các bạn có thể treo ở hành lang hoặc là treo ở cửa sổ đều được các bạn nha. Đây, các bạn có thể treo bất cứ nơi nào các bạn thích ở trong ngôi nhà của tất cả các bạn. Vâng,
Thì bây giờ hôm nay video mình muốn chia sẻ và hướng dẫn các bạn thì làm một bức tranh, là một bình hoa này nằm trên khung tranh. Đây, trang trí bình hoa nằm trên khung tranh rất là đẹp như này để treo tường. Và rồi vậy là xong. Thì mình rất mong các bạn xem video của mình thì cho mình xin nút like, nút subscribe. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa mình cũng chúc tất cả các bạn xem video mình vui vẻ bổ ích. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Vâng, một lần nữa mình đặc biệt, một lời chúc đặc biệt. Đấy là mình xin gửi đến tất cả các bạn đang xem và đang ủng hộ cho những video của mình, đều cho cũng cho như kênh của mình. Mình chúc tất cả các bạn sau khi xem hết những video của mình thì các bạn cũng có thể tự tay các bạn làm được một tác phẩm đẹp để các bạn trang trí vào ngôi nhà của tất cả các bạn, để những người thân của tất cả các bạn sẽ ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi các bạn sẽ có hoa tay cực kỳ sắc nét và làm đồ trang trí đẹp của bạn nhé. Ok. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé. Ok. Bye bye các bạn.